diễn rất là tuyệt vời để bảo vệ những cô nàng hiểu yếu đầu tôi như Lâm nói. Và như quý vị đã biết, trong những năm vừa qua và những ngày gần đây nhất, thì cả đất nước chúng ta đang hướng về miền Trung ruột thịt, nơi những người dân đang chịu cảnh tàn phá của mưa lũ. Đối với họ, những cái ngày mai là những cuộc chiến với mưa lũ. Họ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, gia đình tan tác, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Và để cho quý vị hiểu cái cảnh cơ cực ấy, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ của nhạc sĩ Lưu Tấn và phần trình bày của ca sĩ Anh Phương. Xin mời Anh Phương ạ. Phương xin gửi chào toàn thể quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vắng thường. Cuộc một trái tim ai ơi nhớ anh đừng chung. Những điều cảm thương dân ta lấp đôi đoạn đường. Cuộc một trái tim ai ơi nhớ anh đừng thấy. Những điều cảm thương dân ta lấp đôi. Xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn Lâm. Thưa quý vị khán giả, nãy giờ chúng ta đã có những tiết mục rất là sôi động, rất là trầm lắng, ý nghĩa như bài hát vừa rồi. Thì bây giờ chúng con xin giới thiệu đến mọi người một tiết mục rất là vui nhộn. Ông Lâm, tôi hỏi một xíu nha. Ông có biết ở Việt Nam tháng 5, tháng 6 là tháng gì không? Tháng 5, tháng 6 hả? Mùa hè đúng không? Đúng, nhưng mà đúng ý của tôi. Tháng 5, tháng 6 là tháng cái đội bóng đá. Và ông có biết á, là trước cái ngày mà có những trận băng lớn á, là đêm đó là có những trận băng rất là lớn. Buổi sáng hôm sau á, ông thấy có hiện tượng gì không biết không? Cho cái quay động. Hiện tượng gì? Ông ra mấy cái bờ cầu á, ông thấy người ta xếp hàng dài. Xếp hàng làm gì? Nhảy. Nhảy gì? Thu độ, nhảy. Mà tôi nói ông nghe nha, ở Việt Nam là như vậy. Ông Mỹ, rõ hơn. Nó không có đó. Tôi nói cho ông nghe nha, Mỹ cũng có đó. Nó cũng xếp hàng luôn. Nó cũng nhảy luôn. Nhảy như thế? Nhưng mà kết quả thì sao? Thì xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục kế tiếp Nhà Thanh Niên do những thành viên Nhà Thanh Niên trình bày. Hello, trời ơi, khổ quá đi, có nghe gì thôi. Cuộc đời của tôi thì mình thú vị hẻo quá chị. Tại vì chị cũng không có sao hết. Là cái gì thì cũng thất bại. Đi tự dành cho rồi. Phải xúc định. Thôi. Cái gì? Nhưng sao sầu như vậy? Bạn đàn nào cũng phải chết thôi. Xong ai cũng coi thường hết. Sầu quá. Nói một tiếng, trả lời tới 4-5 tiếng hả mày? Quăng này cùng đá thử cái coi. Không nghe thấy gì luôn. Thôi đi chỗ khác tôi chắc ăn. Quăng cái này mới nghe thấy tỉnh. Vậy là dưới này có nước. Hy vọng tự nhiên cái chỗ này sẽ không chết. Nhưng mà vẫn phải chết thôi. Xong ai cũng coi được hết. Chị đã thốt ngừng. Được rồi. Phải nhảy xuống đây để tự tử tôi. Chị kia mọi người. Chị chết đây. Nghe. Ôi nghe. Ai vậy? Nghe. Tự tử hả? Anh đừng có cản tôi. Anh đừng có nghe tôi nói. Anh đừng có cản tôi. Nói. Anh bước tới bước nữa. Tôi nhảy đó. Nhảy đi với tôi. Gì vậy kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Tôi giống anh vậy á. 3-2 ngày nay nè. Tôi muốn nhảy xuống đó tự. Không có dám. Rồi bây giờ tôi gặp anh. Càng não lên rồi. Yeah. Cùng hỏi cùng tiền rồi. Nhảy trước đi. Ông nhảy trước đi. Anh nhảy trước tôi coi. Tôi có kinh nghiệm nữa.
Tao tập mà cũng mất kinh nghiệm nữa. Đó nè, để cố ý anh hơn. Bây giờ chẳng còn cái gì để sống trên cổ đời này nữa. Nhưng mà tôi sợ lắm. Anh sợ lắm. Qua đặc biệt gì đó nhỉ? Anh nhìn chuyện đó là lớn lần ba rồi. Không sợ, là sẽ hết sợ. Vậy hả? Để tôi thử coi. Không sợ, không sợ, không sợ. Tôi hết sợ rồi. Cái đó mẹ, cái thằng quỷ chị sao mày? Sao hồi nào? Tôi chỉ nói càng đảo thì thôi. Mày đi với anh chị trong đây. Đi. 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 Mày biết dưới này có nước không? Mày nắm chỗ đó. Nhảy xuống dưới. Làm sao bơi? Một chết nhát. Đi vô. Từ từ mày còn là bơi. Ngon nhảy đi. Mày đánh nè. Trước khi chết còn đứng đó múa cho tao xem chi. Tụi luôn. Múa nào. Nhảy xuống đất tự tử. Mày không cho đâu khởi động. Chẳng hẹn chết rồi sao. Mày sẽ phụ thân trời. Nghe có tiếng khóc tao đây. Ai nhảy xuống nước? Con khóc. Con hả? Con. Gia đình anh rồ bỏ anh hả? Con. Chứ sao anh khóc vậy? Nãy giờ đứng trong kia lên hang mà nhảy. Lên mái mà hang mà không nhảy, nó buồn quá. Mày rảnh quá ha. Đâu có đâu. Mày biết tao đã từng đấm, từng cả bao nhiêu thằng ra máu với mày. Nói cho mày nghe hết một chơi. Nó đánh bóp giác hơi đó mày. Mày nói gì nó bóp giác hơi mày? Xin lỗi, thì chỉ có đánh bóp giác hơi mới cạo người ta ra máu thôi. Có mày hai người quá. Tôi ra đây chủ yếu chuyện hai người vậy tình tự. Mà hai người không chịu vậy. Thôi mày đi ha. Hai người ra đây. Chạy xuống đây từ từ ra. Đây. Mày rảnh hả mày? Dạ em đâu có rảnh. Đụng hàng luôn rồi. Thằng này khùng nè. Mấy thằng khùng mà nói chuyện vậy thôi. Tâm thần chắc luôn. Tôi nói em nghe, anh nói cùng lời đạo ơi. Không ai điện ra đây coi suốt mình nhảy với nó. Các bạn có khẳng định chắc chắn quá. Ta anh hết bệnh chứ giờ đẹp cho anh. Thằng nào nói khùng? Thằng nào nói khùng? Được rồi, nó nói. Em không có nói nữa, nói. Nói cho mày biết nha. Tao không có khùng chưa? Tao đi khám bác sĩ còn khen tao nữa à. Là bác sĩ khen làm sao mà tao bị tâm thần. Vậy là hiểu rồi. Được rồi, mày nghe đây. Mày ra đây đấy, một cái ba. Thằng con kia, mày nhảy. Tao đứng mà nhảy đi. Chúng mình, mày giết tao rồi, thằng rồn này. Mất yêu mà. Để mày à. Tao nhảy, nó bắn không vậy à. Một cái ba. Mày đi gì đến tao vậy? Mày muốn muốn tập chết hả? Lúc đái rồi bừng quỷ. Xí nó đến nhạc quá. Mày hò hò cái đỏ. Rồi mày đến chậm chậm của mày. Chậm chậm không? Chậm lại. Đến. Mỏ. Mày dám chưa? Trời ơi. Vậy là cuộc đời của tôi chỉ còn lại trong hai tiếng đếm nữa thôi. Ba! Đi gì mà không đến số 2 mày? Một mày quýnh bà chi bị thúi heo sao mà mày kỹ số 2 mày không đếm ai? Nó không đếm số 2. Hey, anh chỉ xuống trong đầu tao, tao sợ quá tao quên. Quên gì? Rồi mày, đếm mà không biết đếm nữa. Không, mày qua đây. Giờ mày đếm. Thằng Ron, mày nhảy. Mày nghĩ coi, mày thằng tao đái rồi. Mày tao có trả đâu mày không chứ hả? Đứng vô đi con. Mày giết tao. Đồng ý, để mày. Trời ơi.
Tại tôi quá tao dám đến số 2 luôn mày. Mày mới đến số 2. Mày mới đến số 2 đó. Còn một số nữa thôi, nhanh lên, tao mừng quá. Chị ba. Mình mẹ nghe kìa. Mày có số 3 đó. Mày có số 3. À, không, ba này hả, không phải ba số. Bởi ba này là ba là cha mẹ đó, hiểu không? Lý sự mày, em. Tao cho mày xé nhát bên này á. Không sao anh. Anh xé một cuốc luôn được đấy. Kè, không có ý gì vậy. Một tờ cho mày. Nào đó. Thằng này nó khùng quá, nhiều buồn phải được. Đến mày. Để tập bọn nha. Một. Hai. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sàng nó muốn chết rồi, mình giúp nó mình dễ đi. Thì nghĩ ba, cũng có cùng hưởng chứ ba. Dạ, anh, em cũng chưa muốn chết đâu. Còn mày tha mày lắm rồi nha. Thôi, tao đi đây. Anh đi đâu? Chú muốn đi đâu? Hai thằng này đúng là hai không. Dạ, không tin á. Là tao luôn quá mẹ ơi. Tôi sợ. Nhưng mà tao thấy nó nói đúng. Thanh niên mà nhảy xuống con đường tử chết ổn lắm. Mình nên sống vươn lên. Vươn lên. Thôi, mày lại suy nghĩ tiếp đi. Tao cũng đi đây. Anh ở lại chơi với tôi một xíu đi, một mình tôi ở đây tôi buồn lắm. Mà anh đi đâu? Tôi đi chích thuốc. Trời trời. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Tôi đâu có đi đâu rồi. Nó cũng có lý. Bác sĩ à. Bác sĩ. Làm gì em? Tôi tỉnh nha. Tôi hảo cái giống hai thằng kia nha trời nội. Tỉnh á. Nãy gì? Đừng có tự tôi khùng nha. Cái ông chết chứ gì chứ vậy? Ông chết hả? Cái ông chết thì đi vô. Nhờ các cơm tình bị chết rồi. Đi khùng. Vậy đó. Từ cái ngày mà chơi tan nhỏ cùng một lần điên tới giờ là cứ đòi nhảy trong cái hồ cá này từ từ biết thôi. Mày cái ông trời ơi, mình bây giờ nói giờ có nhiều vấn đề người ta điên lại hết trơn mình biết rồi, không biết ai điên hay tỉnh. Nhiều khi tôi lúc nay tôi nói tôi cũng biết tôi điên hay tỉnh hết. Thế nhìn tôi mạnh với tôi biết tôi tỉnh hay tôi điên không? Đứng lại đó hả? Đứng lại đó. Lan mời điệp với bạn 2016. Tại sao vậy? Tại sao em lại làm như vậy? Nếu như mà anh không đối xử với tôi như vậy thì tại sao em phải làm như vậy?
Em không làm như vậy, tại sao tôi phải đối xử với như vậy? Nếu như mà anh không đối xử với tôi như vậy thì tại sao tôi phải làm như vậy? Nếu như em không làm như vậy, tôi sẽ tại sao tôi phải đối xử với như vậy? Nếu như mà tôi không làm như vậy thì tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Ai má đang làm gì vậy? Đừng nói lời sằng bậy. Tôi đừng bị anh gậy. Được rồi, em đã nói như vậy thì đừng trách tại sao tôi làm bậy. Trời ơi, đúng là điên mà. Tát thêm đây con nhỏ téo đây. Điên thiệt. Cái gì? Anh dám tát một cái nữa. Vậy thì đừng trách. Tại sao tôi tát anh hai cái? Trời ơi, má ơi. Bẹt bẹt, bẹt anh trời. Em dám tát tôi hai cái hả? Vậy đừng trách anh với tôi. À, anh làm cái gì? Bố tôi ra. Anh làm cái gì mà tôi ngọt thấu quá vậy? Tôi mới phụ đó. Hèn chi ngọt thấu quá. Trời ơi, nhẹ nhẹ thôi. Tóc làm để tối đi cái gì, ba cái ba na gì đó. Được rồi, anh dám bóp cổ tôi hả? Vậy thì đừng trách. Tại sao tôi bóp? Vô cả đơn như mọi ngày, vô cả đơn.